chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Tiến. Ngày hôm nay Tiến và đồng đội của Tiến sẽ lên đường đi ra khu vực Bắc Bình của tỉnh Bình Thuận để đến thăm một vị khách hàng đã sở hữu chiếc Ford Everest Titanium màu trắng 2021 mới, vừa mới mua tại Ford Bình Thuận mình. Thì sẵn dịp này Tiến sẽ ra ngồi đó để thăm và chơi với khách hàng và sẵn giới thiệu cho quý khách, các khách hàng một số tính năng ở trên xe. Thì trên đường đi, Tiến đi ngang khu vực Bắc Bình thì thấy được một cái chiếc cây bằng lăng tím rất là to, và phải nói là to kỷ lục ở khu vực Bình Thuận mình. Cái cây này là rất là nhiều bạn trẻ rất là thích và hay ghé lại để chụp hình và đăng lên mạng xã hội. Thì sẵn dịp này thì Tiến cũng quay luôn cho quý khách hàng xem. Cái cây này nó mọc ở trên đường từ Phan Thiết ra ngoài Bắc Bình, trên đường quốc lộ các bạn. Thì khi mà các bạn đi ra thì nó nằm bên tay trái, rất là dễ thấy, tại vì cái cây kích thước của nó rất là to. Thì như các bạn đang thấy là các bạn trẻ đang đứng để quay phim chụp hình ở dưới cái tán cây này. Kích thước rất là rộng, rất là lớn. Và trên khu vực này thì còn rất là nhiều cây khác, cây bằng lăng tím khác cũng rất là đẹp. Khi mà chúng ta chụp hình thì sóng ảo thì rất là tuyệt vời. Quý khách hàng nào mà có dịp ghé khu vực Bắc Bình mình thì hãy đến đây để chụp hình, để có những tấm hình là đẹp nhất. Rồi Tiến sẽ quay xung quanh cho các quý khách hàng xem ở ngoại hình cái vẻ đẹp của cái cây bằng lăng tím này. Mỗi mùa tầm cái tháng 5 này thì cái cây bằng lăng tím nó sẽ ra hoa, và nó cái màu sắc của nó thì giống như là nó tím hết nguyên một cái thân cây luôn đó. Mình sẵn dịp này thì mình quay luôn cái ngoại hình của chiếc Ranger luôn, sau đó mình sẽ tiếp tục lên đường. Mình đã tới nhà khách hàng rồi, thì quý vị thấy được là cái chú mà đang đi cái chiếc xe Honda phía trước á, xe máy phía trước á, đây là vị khách hàng, chú tên là chú Bông, đây là nhà của chú Bông, là có kinh doanh tạp hóa. Vị khách hàng là mới mua cái chiếc Everest Titanium ở bên Tiến. Hôm nay trời rất là xanh, rất là đẹp. Phía trước còn có các cái hoa đậu biếc nữa, mình quay cho các khách hàng xem những cái hoa bông hoa đậu biếc phía trước nhà chú Bông, vị khách hàng của mình. Khung cảnh đồng quê rất là đẹp, rất là xanh, trời thì xanh trong. Rồi chúng ta sẽ cùng tiến vào nhà của chú Bông để gặp chú Bông và giới thiệu một số tính năng trên xe cho chú Bông được biết. Cái dòng Ford Everest Titanium của mình có nhiều cái tính năng rất là hay. Chú Bông, cái xe thì đậu trong nhà, nói chung nhà thì bình dân thôi, không có gì là đặc biệt, nhưng mà cái xe, những cái xe rất là sang. Dạ chú. Dạ. Rồi, chú Bông. Dạ, con quay cái xe cái này. Dạ. Này là chiếc xe mới, rất là mới, còn rất là mới. Mới mua thôi các bạn, mới vừa bấm số cách đây khoảng 3 ngày thôi. Này, phía đầu xe 2021, phiên bản 2021 mới, có dòng chữ Everest gập nổi trên nắp capo, sử dụng hệ thống đèn full led phía trước. Chú Bông một người rất là bình dị, mua xe rất là nhanh các bạn, chú chốt xe rất là nhanh. Trong vòng một ngày thôi là chú đã thanh toán đủ tiền rồi. Và đây là trưởng phòng bán hàng đang giới thiệu cái tính năng trên xe cho chú Bông nắm rõ, vì chú Bông vẫn còn một số cái tính năng mà chú Bông chưa biết được. Thì khi mà mua xe tại Ford Bình Thuận thì bên đội ngũ kỹ thuật viên cũng như tư vấn bán hàng sẽ hỗ trợ tận tình nhất để cho các khách hàng được hiểu rõ hơn về các tính năng ở trên xe, sẽ giới thiệu tất cả những chi tiết mà quý khách hàng thắc mắc, có thể là bằng điện thoại hoặc là tới tận nhà để chăm sóc như vậy. Thì đây là một trong những cái tiêu chí hàng đầu của Ford Bình Thuận, phục vụ tận tình và tận tâm nhất để cho quý khách hàng, mang lại sự hài lòng cho khách hàng, cũng là sự thành công cho công ty Bình Thuận Ford.
này đang hướng dẫn cái chú Bông các cách mà kết nối Bluetooth trên cái chiếc Ford Everest phiên bản thì xanh âm. Rồi sau khi đã hướng dẫn cho chú Bông được biết những cái tính năng thì chú Bông đã mời chúng mình ở lại để dùng tiệc, một buổi tiệc gia đình nhỏ nhỏ thôi. Thì chú Bông đã chuẩn bị trước là có hải sản, có tôm, có ghẹ của vùng biển Bình Thuận. Kèm theo đó là một con gà giống gì đó mà cái da nó màu vàng, cũng rất là ngon. Và chú Bông đã bóp gỏi, làm món gỏi bóp thấu và mời chúng mình ở lại để dùng tiệc. Thì các bạn đi theo thì uống bia, nhưng mà mình thì mình sẽ chở các bạn về nên mình chỉ dùng nước ngọt thôi, mình không có uống bia để đảm bảo cái sự an toàn khi mà mình về lại Phan Thiết. Rồi buổi tiệc kết thúc thì chú Bông rất là vui vẻ, ai cũng vui hết, mọi người đều cảm thấy rất là vui. Và đây là có thể nói là một cái kỷ niệm đẹp trong cái cuộc đời những người sale, những người bán hàng như mình. Cảm giác khi mà được khách hàng tiếp đón tận tình tận tâm như vậy thì để lại một cái dấu ấn rất là khó quên. Chúng mình cùng chia tay gia đình chú Bông để trở về lại phố Bình Thuận. Đây là một cuộc trải nghiệm hết sức thú vị. Xin cảm ơn các bạn đã xem video này. Hãy nhấn subscribe để ủng hộ kênh của Tiến nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.